chào mọi người, bây giờ thì mình đang đứng chờ xe buýt để chuẩn bị đi chơi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ quay cái trạm xe buýt ở Đài Loan cho mọi người xem nhé. Mọi người xem đây, đây là cái trạm xe buýt, nó chỉ đơn giản vậy thôi, nó có một cái bảng như thế này này. Đấy. Như vậy là biết ở đây chính là cái nơi chờ xe buýt, chứ nó không có một cái nhà chờ giống như ở Việt Nam mình đâu nhé. Thì mình đang đứng tại ga Giang Hoa và mình đang chuẩn bị đi đến một cái quán ăn sáng của Việt Nam. Đây là một quán cũng khá ngon, mình thường ăn ở đây. Đây là những người vô gia cư nha các bạn. Ở Đài Loan thì người vô gia cư cũng rất nhiều. Đây chính là quán mình yêu thích nhất ở đây. Bây giờ thì mình sẽ vào ga Giang Hoa, sau đó sẽ đón tàu lên thành phố Đài Trung chơi. Hôm nay là ngày nghỉ nên khách đi tàu rất đông. Và như vậy là mình đã đến ga Đại Đồng rồi mọi người ơi. Đây là ga Đại Đồng. Trời vừa mưa xong nên sân vẫn còn ướt các bạn ạ. Đây là thành phố Đài Trung nha các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng tại ga tàu Đài Trung. Đây là một ga khá là lớn. Và bây giờ thì mình sẽ đi quay một số hình ảnh xung quanh cái ga tàu này cho mọi người cùng xem nhé. Thank you.
Đây là suối nước nhân tạo của Đài Trung nha các bạn. Ở dưới suối này có rất là nhiều cá, cá rô phi, cá vàng, rất nhiều loài cá đẹp. Ở đây là khu vực tập trung rất đông người, từ người Indo, người Philippines, người Thái Lan, rồi người Việt Nam và kể cả người Đài. Cứ mỗi cuối tuần là có rất là nhiều người đến đây để mà ăn uống, vui chơi, mua sắm và giải trí. Và đây là trung tâm mua sắm, ăn uống và giải trí. Ở đây thì có bán đủ các thứ như là đồ ăn, thời trang, rồi là thiết bị di động, đồ điện tử vân vân, rất là nhiều, và có cả sàn nhảy karaoke nữa. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên trên quay một vòng cho mọi người cùng xem nha. Giờ mình sẽ đi đến khu ăn uống của người Việt nha các bạn. Nơi đây tập trung chủ yếu là các hàng quán bán đồ ăn của Việt Nam. Và những ngày nghỉ như thế này thì thường thường rất là đông người. Hiện bây giờ thì quán trống không, chỉ có mỗi một mình cân luôn cả quán các bạn ạ. Và video xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.
Và nếu thấy hay thì xin cho mình một like và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nha các bạn.